Thưa quý vị, mọi năm thì cái thời điểm này chính là thời điểm của màu áo xanh tình nguyện. Và quý vị để ý là những ngày này ở trên các cánh đồng ở địa phương của tỉnh Bắc Giang thì ngập tràn sắc màu của áo xanh tình nguyện, bởi vì các bạn đoàn viên thanh niên đã rất là hỗ trợ cùng với người dân ở đây để gieo mạ cấy lúa, phục vụ kịp cái vụ hè thu tiến độ nhanh chóng. Và đặc biệt là các hộ gia đình đang thực hiện cách ly và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn cũng đã được các bạn đoàn viên thanh niên huyện Tân Yên giúp đỡ dù là trời nắng nóng như thế nào ạ? Vâng, toàn huyện Tân Yên có khoảng 4.900 hộ phải thực hiện cách ly. Do đó, để có thể hỗ trợ cho bà con nông dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, huyện đoàn Tân Yên đã chỉ đạo đoàn 22 xã thị trấn thực hiện đồng bộ các hoạt động giúp người dân gặt lúa ban đêm, tuốt lúa, phơi phóng, tiêu thụ nông sản. Điều này không chỉ thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Vâng ạ, đây là những hình ảnh mà chúng ta cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy hai màu xanh tươi mát như thế này trộn vào với nhau. Nó khiến cho chúng ta có thêm những cái nguồn năng lượng mới.